Thông tin tiếp theo về vụ việc thanh niên đập tủ kính hốt vàng quăng ra đường ở Bình Dương mà chúng tôi đã đưa tin. Hiện Công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng và lấy lời khai. Điều đáng chú ý, nam thanh niên cho biết có ý định tự tử nhưng sợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để bị bắt rồi đi tù. Sáng ngày 22 tháng 9, Công an thành phố Dĩ An đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Dĩ An. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 9, Trần Ngọc Sơn đi bộ một mình đến trước tiệm vàng Kim Huyền, rồi nhặt cục bê tông, chạy và đập nhiều phát vào tủ kính tượng vàng. Sau đó lấy vàng, ném ra ngoài đường. Lúc này, chủ tiệm vàng truy hô nên đối tượng đi ra bên ngoài và bị người dân xung quanh bắt giữ, giao cho lực lượng công an. Qua làm việc với lực lượng chức năng, Sơn khai nhận đối tượng có ý định muốn tự sát nhưng sợ nên tiếp tục đi bộ. Khi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị là khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc vẫn chưa tìm được.